là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay chúng ta cùng bàn luận về một chủ đề mà Nga nghĩ rằng cũng được rất nhiều người quan tâm. Đó là câu hỏi tại sao nước bổ gan giải độc rượu Hoveria Ducin Hàn Quốc lại có tác dụng làm đẹp da, trị mụn và phòng chống dị ứng. Nghe thì có vẻ không liên quan đến nhau lắm đúng không ạ? Nước bổ gan mà lại có thể điều trị mụn. Nhưng thực tế thì hai vấn đề này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau mà ít ai quan tâm và biết đến. Vậy thì bạn hãy theo dõi hết video này cùng Nga và tìm ra câu trả lời này nhé. Mụn là vấn đề nhức nhối mà rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Và không chỉ riêng các chị em phụ nữ mới gặp vấn đề này mà ngay cả các anh nam giới cũng có thể bị mụn. Và đặc biệt là mụn dai dẳng thì thực chất lại không phải là vấn đề, mà chính xác phải gọi nó là dấu hiệu. Và đây là một trong những ngôn ngữ mà cơ thể của chúng ta sử dụng để giao tiếp với chúng ta và báo hiệu với chúng ta rằng bên trong cơ thể của chúng ta đang có một vấn đề xảy ra mà chúng ta chưa biết đến. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta bị mụn, chúng ta thường hay tìm cách điều trị mụn bằng việc sử dụng các sản phẩm bên ngoài. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì mới chỉ là điều trị được triệu chứng ở bên ngoài thôi. Còn vấn đề ở trong cơ thể của chúng ta vẫn tồn tại, thì cơ thể của chúng ta vẫn tiếp tục sẽ tìm cách báo hiệu và những mụn mới lại được mọc lên. Vì vậy chúng ta luôn bị tình trạng mụn dai dẳng là như thế. Điều cần làm là chúng ta phải tập trung hiểu bản thân mình và tìm những vấn đề ở bên trong cơ thể mình đang gặp phải. Từ đó chúng ta tìm phương pháp để chữa lành từ bên trong, thì khi đó những dấu hiệu ở bên ngoài cũng dần dần biến mất. Và một trong những nguyên nhân gây mụn được kể đến đó chính là do gan và hệ tiêu hóa của chúng ta đang gặp vấn đề. Khi hệ tiêu hóa của bạn kém, chức năng gan kém thì lúc này nó sẽ không thể đào thải được độc tố ra khỏi cơ thể và tích tụ lâu ngày thì nó sẽ bùng phát ra và báo hiệu bằng cách phát mụn ra ngoài da. Chính vì vậy nên nước bổ gan Hoveria Ducin Hàn Quốc đã được điều chế từ các thành phần của cây Hoveria Ducin hay còn gọi là cây nho khô phương Đông, có tác dụng là bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt, giúp đào thải độc tố trong máu ra khỏi cơ thể, có tác dụng nhuận tràng để điều trị mụn nhọt trứng cá, làm đẹp da bằng cách giải trừ bã nhờn, chống lão hóa và giúp cho làn da của chúng ta khỏe mạnh hồng hào. Vâng, đó chính là lý do vì sao mà nước bổ gan lại có tác dụng điều trị mụn và làm cho da rẻ của chúng ta đẹp lên. Khi mà chúng ta đã giải quyết được vấn đề bên trong thì tức là chúng ta đã giải quyết được vấn đề mụn mới mọc lên rồi, thì lúc này chúng ta dùng các sản phẩm bên ngoài để điều trị những mụn đã tồn tại thì Nga nghĩ rằng việc điều trị mụn của bạn mới thực sự hiệu quả được. Và nước bổ gan Hoveria Ducin còn có rất nhiều tác dụng khác nữa ngoài việc mà giúp cho chúng ta điều trị mụn, làm đẹp da, thì cũng là một trong những sản phẩm mà được các anh nam giới rất ưa chuộng, đó là tác dụng giải độc rượu. Chính vì vậy nên khi mà trong gia đình bạn có sản phẩm để trong nhà thì cả gia đình chúng ta đều có thể sử dụng được. Chị em phụ nữ thì làm đẹp da, còn các anh nam giới thì có thể sử dụng để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ lá gan của mình mỗi khi phải sử dụng rượu, mỗi khi phải tiếp khách đúng không ạ? Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào trang YouTube của Cora Shop 24 giờ. Chúng tôi có rất nhiều video chia sẻ công dụng của sản phẩm nước bổ gan Hoveria Ducin Hàn Quốc này. Bạn có thể tìm hiểu sâu về sản phẩm để sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, làm đẹp cho bản thân mình và có thể làm quà tặng dành cho những người thân yêu. Vâng, chỉ cần truy cập vào trang web của Cora Shop 24 giờ ngay tại đường link mà Nga để dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trực tiếp và đặt hàng và giúp bạn đặt hàng nhanh nhất. Và với cam kết của Cora Shop 24 giờ thì khách hàng khi mua hàng tại Cora Shop luôn được bảo vệ mọi quyền lợi tốt nhất, có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn cảm thấy chất lượng của sản phẩm chưa được như ý muốn, hoặc chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi kém chất lượng. Đừng quên là gọi điện ngay cho chúng tôi sau video này, bởi vì đây là một trong những sản phẩm vô cùng hữu ích mà chắc chắn nên có trong gia đình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.